Dạ, lời đầu tiên thì xin lỗi mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thì mấy hôm nay trời mưa bão quá cả nhà, thì chính không có đi thăm bà cụ được. Bữa nay thì trời cũng hạnh hạnh nè, chính cũng ghé thăm bà cụ coi bà cụ như thế nào cả nha. Thì để có tình trạng sức khỏe bà cụ như thế nào thì mời cả nhà theo chân chính nha. Đây là nhà gần tới nhà bà cụ rồi cả nhà. Nói là tôi không nghe đâu. Rỡ mày 10 không à? Vậy cứ lần rỡ 10 con bồn. Đây là bà cấp rồi cả nhà. Bà cấp ở đây phải re cả nhà. Nói vậy nó ở đâu à? Dạ 10 á. Ở sông hả? Dạ. Nay thì trời cũng hảnh hảnh rồi. Có nắng là mình thăm bà cóc rồi cả nhà. Hỏi thăm rồi bà cóc coi tình hình sức khỏe bà cóc sao nha. Khỏe hả cóc? Hả? Khỏe hả? Bữa nay khỏe ha? Ờ. Bữa nay khỏe ha? Ờ. Mẹ ra ở đây ha, hồi đó giờ nhờ mời thương lắm. Yeah. Mời thương dữ lắm, cân kiên gì lắm làm cân. Yeah, yeah. Nói chung là mừ á. Dạ. Yeah. Ừ. Được lắm, là minh sáu ha. Ừ. Dạ. À. Yeah, yeah. Quá trung thu rồi hả? Quá rồi. Ừ. Yeah. Lỗ rồi còn cha con còn xung thu rồi nó đem cho tặng đồ cho bà con đó. Dạ. Ờ. Ừ. Bây giờ trung thu không có ai tặng cóc cho. Bây giờ trung thu không ai tặng cóc cho hả? Ờ. Hồi đó hả? Ừ. Ba mày với ông Hồng Lỗ á. Dạ. Trung thu còn tôi để tủ á, tặng quà uống nước nè. Dạ. Trời ơi. Bây giờ đâu có ai đâu tặng quà. Nít không đâu không biết. Dạ. Ờ, hồi đó trung thu mấy người lên đây tặng quà dữ lắm. Dạ. Yeah. Giờ chết hết trơn, không còn ai. Chuyện đâu ngày. Dạ. Yeah. Đây mới là ông ngoại con làm với Nghĩa là ông đất nhóc. Ông gì? Ông Bảy Nghĩa hồi đó ông đất nhóc. Dạ. Là ông ngoại con á. Đúng. Ờ ha. Dạ. Đất nhóc. Bây giờ đất cái thằng tao giờ đó hả? Lên miền liền. Ai? Tiếp á. Sao? Lên thăm miền liền á. Ờ, ít bữa cái chạy lên thăm. Bây giờ nó khỏe bệnh không? Khỏe. Ờ. Ừ. Anh mà sửa sửa rồi không phải sửa trong lon nha. Ai? Đây cho đi lượn hai lần cho hai hộp. Ai? Tiếp á. Rồi sao? Cho sửa bột, sửa mà hộp nè. Dạ. Còn cái lon kìa, dạ. Hai cái. Ờ. Ừ. Hả? Hồi nào? Trời ơi mấy năm thì rồi bình nó mua cho hoài rồi đó. Ừ. Hộp thì nha. Ừ. Chứ không phải sửa gói nha. Dạ. Phải sửa hộp. Bây giờ? Bây giờ nó khỏe mạnh không? Ừ. Chỗ thì không có cho, chứ kiếm cho. Dạ. Mình lâu lâu cái nó mua cái hộp sữa. Dạ. Đó. Có biết ông Đương không? Hả? Có biết ông Đương không? Biết ông Lương sao không biết? Dạ. Rồi, Lương mà không biết hả? Ừ. Lương nè, xăng nè, mấy đứa tao kìa. Đứa nào cũng xăng thì lâu lâu cái ở dưới chạy về cái lên thăm. Yeah. Mấy năm trước á. Yeah. À, còn Lương nó đi xin cơm từ thiện lên về cho bà ăn mà. À, lễ gầm tháng 7 nè. Đi xin cơm từ thiện cho bà 7 ăn. Nhớ chứ đâu có không có, không có quên. Yeah. Nhưng mà giờ một là mờ, hai là đi một mình không nổi. Dạ. Ờ. Đứa nằm nhớ đứa này đứa kia đứa nọ dữ lắm. Dạ. Ừ. Duyên cà phê. Duyên ngộ vậy đó. Duyên cà phê. Ờ. Chứ mà đâu phải.
mạnh khỏe, mưa nước quá trời, nước tràn lộ. Rồi đó sáng chú ba chú lên, ba con sáng chạy lên, có bà bảy mặn gì bà bảy. Những ba mày cũng vắng số mẹ mày, mà chết thì sớm quá. Mình không hiểu được cái cuộc đời sao. Mày có ông bảy cái mang lên cái chết. Không có chết đâu, chết nhà đâu. Chết trong cái Nga. Kệ gắn mà ẩm hút nhau mọi đời sớm duyên. Nói chung là đồng họ không còn ai yêu hết ha. Đi xa nữa. Bà nghĩ ông bảy cùng cơ rồi không? Lúc cũng khỏe khoắn ông mần ở trong. Trời ơi, bây giờ ông rảnh không biết gì hết. Nghĩ ông bảy cùng cơ rồi ông còn đó, đưa cho 90 tuổi mà 80, 84 tuổi hay nhiêu à. À, cha mày hồn lộ không quấy một cơ chứ bấy đứt không nhờ nha, bấy đứt thôi có ăn bảy điều con nhờ bấy điều bấy nhiều bấy điều lúc nào nó cũng đi thăm bà con mà. Bấy điều là với cha mày với ông bảy là bà con đó. Con hai đó là bởi vì biết rồi đâu ai biết ai đâu phải không? Rồi đó mấy người đó thận thảo mà tới luôn với nó mà. Cô Hai Lan mà đến, ông bảy đến, ba mày đến mà. Không còn mấy người này là thân thương ruột thịt lắm á. Mà chết kìa. Hồi đó cũng chưa nói nghe đem mình đó. Bây giờ xuống đây. Thằng hồi đó nó học tài lắm, thầy tài thằng Đức á, con biết mà. Giờ ông còn không? Còn. Rễ rồi còn hả? Còn. Nó ba mẹ đi bằng hả, mình tắm rửa giặt đồ cho nó, rồi mấy cái chừng nó phá. Nó không nhớ ơn gì hết lắm được trên. Hai thằng đó ngăn giặt đồ tắm rửa mẹ đi cắt lúa mà. Cha nhưng mà không có chăm sóc ở gần kế bên, trời ơi lúc nào mình chưa sẵn chừng nó phá. Rồi mày chó đâu hả, rồi chó nó đi mần đợi mình còn sinh cái trận nó về nó bắt chó nó bán mất mẹ. Cái ghê vậy đó, đó phải không? Cốc uống cà phê chưa hả? Cốc uống cà phê chưa? Uống rồi, sáng uống cà phê. Lúc nào nghĩa là ở ai ở đây phải sáng uống cà phê. Cho ăn thì ngọc cũng được mà uống cà phê được mới được. Nó ghiền á. Không phải nó trình giỡn đâu nha con. Phải mình ngọc nó ghiền. Sáng phải uống cà phê mới được. Ai mà lẫn lâu rồi chứ nha, ông bảy cơ ông lẫn rồi đó. Bà lâm ngu không biết lẫn không chứ bà lâm cơ lẫn rồi đó. Lắm không biết ăn không biết no bả ăn đi còn ngon á, mới ăn bỏ đũa cái cọp hả mẹ con chưa ăn đâu, chưa ăn là ông ngon nói nha. Nếu mất ơi mẹ con lẫn lâu rồi, lẫn mấy năm rồi. Còn mấy cơ á tắm rồi vô chưa bằng áo trở lại lắm nữa nó lẫn thì mà lẫn mất ghê vậy đó. Cái đó không con nói nha. Ngõ Minh Châu có lên thăm. Minh Châu ha. Minh Châu. Trời đó hả, gánh nó là đuôi hả, thằng Sở hả ở đây mấy năm. Thằng Sở ra điều cái là ở đây ăn cơm đi đâu không biết, cái điều ở đây thì gì nó có đám mía nè, ở điều nấu cơm để dành nó ăn, hai bát cháo đi đâu đi cũng phải nói rồi
Có bà con không? Hả? Có bà con không? Ờ. Có bà con không? Không. Mía ở xóm gần rồi. Mía mà mía ở đây nè. Ở đây vô ra. Dạ. Nắm mía, trồng nắm mía đây ha. Ờ. Rồi ở đây hàng ngày cũng như mình, như trong nhà á, ăn cơm mà phải. Cơm, nước, rồi tắm rửa, rồi mấy chuyện cái gì à. Cái đó, như giờ ruột thịt đó nha, đánh đây một cơm, đánh này. Nhớ hết trơn hả ruột? Ờ, không có. Như nắm mía luôn á. Chính xác. Chính xác luôn. Ơi bà làm rào ra mía đi lên mà quýt đó đó. Dạ. Cách nhà cũng nhờ nó, rào có nhờ nó, có ăn có nhờ. Bị trời kì nha, ông Tâm như bà ngùn quề. Tiếng lộn Tâm mới bán khúc đó đó con. Dạ. Nó sợ có tiếng lộn á, bà ngùn với Tâm rau không à. Dạ. Đi rau bỏ rau, bỏ lộn trong máy. Rồi mình thấy con mình đi máy móc mà. Dạ. Bán khúc trẻ cho bán làm gì. Bán khúc đó, đoàn Tâm nó lựng gì lên đó. Dạ. Bán bằng bậy bằng bạ. Trời ơi, đến đó hồi đó hả? Mà ngùng mà hung dữ lắm. Nó không phải bà hiền như mình đâu ơi. Mọi người tính. Bà hổn á. Dạ. Rồi có lúc ở nhà mình chịu. Có lúc có năm đó lên đó. Tháng 2, tháng 3 không có miếng nước. Dạ. Lại đây nhờ từ đó tới giờ đó bả mới bả mới trinh bả mới thương đợi đó trời ơi bả kỳ tháng bây giờ già cũng hiền rồi đó cái bà đó bả được bà hổn trời sao giờ hết rồi giờ hiền rồi trời đó con chưa thấy luôn ờ nó là ruột của người con cháu nó hả nói với thằng bắn hả rồi chơi dao mà dao chơi dao với ông Tâm mà sợ bởi vì bà bán khúc đó là vì vậy đó chứ không phải chứ không bán đâu sợ con mình đi máy móc về cái gì lộn mình vào cái nó phá rồi hai người gì lộn hoài nó thương sắc sậu lắm nha sắc sậu ngỡ được lắm sắc sậu có ông Hùng rồi nó nói bà hung dữ bà làm này kia kia lọ hả vì tư có gì đập bà chết đang sát sậu nha chứ lên mấy cái con của bà mà ông rất là hiền chứ sao bà ngùng quá hung quá bà khôn mất cái bờ ấy cũng lửa có hang bà lửa ngoài đây này nè bà khôn bà lửa khôn á nó lỡ được á bà có một ngùng bà khùng ngùng bà hung dữ bác sợ luôn từ hồi bác sợ nhờ nước bà bây giờ bà mới hết không hết chữ chứ không phải đâu nhờ hai ba tháng trời không có nước lại đây uống nước nước cắt nước về nước ăn nước lắm nước đầu giờ hai ba tháng á cấp nước sao mà hai ba tháng á ngủ được không cốc hả cốc ngủ được không tối ngủ được không rồi ngủ có khi có bữa ngủ được bữa ngủ không có bữa nhất cái ngọc chung không chơi chơi nhớ lời xưa là sửa lâu rồi có lúc thì làm ngủ được nếu việc tiếc kỳ cục á bà lộn ơi bà liếc bây giờ nè cái con khỉ nè làm gì liếc ai đi công liếc à đâu có dòng họ gì liếc đâu liếc đợi liếc cắt không có nghe được ông cốc hồi đó có điếc không hả ông cốc hồi đó có điếc không không vậy hả trời ạ ba là thương ông cốc lắm nha ông ba lỡ ông thương ông bảy lắm thương lắm nói chung là lúc ông bảy bệnh được là hàng người hàng lương á chở đi tới đi lui nói chung là tụi bảy thương ông bảy lắm ta thấy ông bà đổi với thằng đương á ông bảy lắm đau rồi ông mấy người lên chăm sóc chứ có tụi con còn nhỏ mà nhỏ
nơi lúc ông chết thì người nè. Nhờ thằng Lương á, trời ơi. Không có thằng Lương ông chết leo. Dạ. Leo cái thang bật ra, ông leo cũng tù. Bật ra luôn. Thang giang ra. Gặp ông Lương leo gặp bên quyền ra thang lên cho ông xuống. Không ông chết gì đó rồi đó. Dạ. Không phải giỡn đâu. Kiểu mà leo đừng đi được cây yeah. Cái thang bật cái ra yeah. Rồi ông Lương ông đi ông gặp ông chở luôn nè ông bắt cái thang cái xuống.